Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để bảo vệ và kiếm tiền từ các tác phẩm sáng tạo của mình trên Internet chưa? Chào mừng các bạn đến với Story Protocol, nền tảng quản lý và kiếm tiền từ tài sản trí tuệ IP được xây dựng trên Blockchain Layer 1. Dự án Story Protocol mang đến một cuộc cách mạng về quản lý IP với công nghệ token hóa IP. Giờ đây thì các nhà phát triển và người sáng tạo có thể dễ dàng mine, theo dõi và quản lý tài sản trí tuệ trên blockchain. Nhờ lập trình IP mà bạn có thể tự định nghĩa quy tắc cấp phép và kiếm tiền từ IP của mình thông qua các hợp đồng thông minh. Hệ thống IP truyền thống tồn tại nhiều vấn đề như thanh khoản kém, quy trình cấp phép phức tạp và xung đột về quyền sở hữu với nội dung do AI tạo ra. Nhưng với Story Protocol, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. IP lập trình được và đưa lên blockchain, bằng chứng sáng tạo, xung đột AI và bản quyền. Vậy, điều gì đã giúp cho Story Protocol nổi bật? Đó là khả năng biến IP thành công cụ tài chính, có thể giao dịch và lập trình. Đây là một bước đột phá lớn trong việc ứng dụng IP vào DeFi và AI, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền mới cho nhà sáng tạo. Story Protocol không chỉ dừng lại ở một ngành mà mở rộng ra nhiều lĩnh vực như nghệ thuật số, nội dung AI, thiết kế thời trang và cả storytelling. So với các đối thủ cạnh tranh như VFriends và Babylon thì Story Protocol sở hữu lợi thế vượt trội nhờ công nghệ IP lập trình. Các đối thủ tập trung vào NFT và trò chơi nhưng chưa thể áp dụng IP theo cách linh hoạt và tự động như Story Protocol. Đứng sau Story Protocol là đội ngũ sáng lập tài năng với các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ AI, quản lý IP và blockchain. Tất cả họ đều có kinh nghiệm phong phú, đảm bảo dẫn dắt Story Protocol trở thành nền tảng IP hàng đầu. Story Protocol không chỉ đơn thuần là nền tảng quản lý IP, đây là tương lai của tài sản trí tuệ trên blockchain, mở ra cánh cửa cho sự sáng tạo và đổi mới. Đừng quên đăng ký, theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm thông tin mới về Story Protocol và để lại bình luận suy nghĩ của bạn về video này. Chia sẻ video nếu thấy nó hữu ích nha!